Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái massage cầm tay chất liệu là được làm từ gỗ muông đen Thái Lan. Đặc điểm của cái gỗ này thì có khả năng kháng độc tố rất là tốt. Công dụng là dùng để massage toàn thân, tinh hoàn và lưu thông máu. Hiệu quả là tức thời nha các bạn. Ngoài ra thì nó có hai chức năng chính, đó là lăn rút và giải huyệt diền chuẩn. Cái này thì mình cầm đi được thì mình diễn văn phòng mà dùng đến đây hai người, tại vì diễn văn phòng mua một chỗ. Với lại cả những người mà bị bệnh đau nhức xương khớp này, viêm dây thần kinh tòa này, hoặc là bị những cái chấn thương khác thì mình có thể massage được. Bây giờ đấy là mình giới thiệu cho các bạn, đấy là mình đang massage ở tay. Nếu mà cái này mà mình mà ở nhà mà có người thân nữa là mình nói người ta là massage ở sau lưng rất là phê. Cái này thì rất là dễ sử dụng cho các bạn, mình chỉ cần cầm tay là như thế này đây, rồi mình sẽ kéo như thế này là rất chi là chị coi nó cái dáng lên đây các bạn thấy nó kéo da mình đi, cảm giác nói chung là rất là massage lưu thông máu thoải mái. Và có hai cái bánh xe ở đây là nó di chuyển rất chi là đi theo cái tay và tay không của mình này. Đây. Và hai con lăn đây thì nó sẽ không có xíu gì khi mà tác động massage mình tay đâu nhá, nên cứ yên tâm làm mình hay làm nhà gì cũng được. Và cái này thì mình đến mua để dùng ở trong nhà hoặc viện văn phòng thì rất là tiện. Đặc điểm của cái lăn này đó là mình có thể điều trị giảm viêm xương dây thần kinh ngoài biên, điều trị viêm dây thần kinh tòa, dây là như thế, dây huyệt đạo này, đó, huyệt đạo ở sau lưng hoặc là tay, đây, các bạn thấy là dây. Ngoài ra thì mình những người mà bị tê lông bàn tay chính của và lông bàn tay thì mình có thể làm cũng được này, giảm rụng cân và điều trị triệt để các trường hợp người bị bệnh tai biến, bệnh nghề nghiệp hoặc là tai nạn này. Giảm đau lưng, đau vai gãy là ở sau ở xanh lên như thế này. Đây, như thế này. Đó, mình mặc sao. Cái này mình nên cởi áo hoặc là mặc áo ba lỗ á. Là đặc biệt là nhìn lắm. Cái này mà mình mệt mỏi, lúc mình làm về mệt mỏi thì nên có cái này để giảm thời gian này. Ngoài ra thì cũng có thể là cao gió, giảm cái cảm giác đau là rất là hay. Các bạn có thể đến hai cái showroom của bên mình, đó là 97 Hải Phòng và 35 Cao Thắng để được tư vấn tận tình và có thể mua sản phẩm trực tiếp. Và bên mình có nhận ship code cho nhau nha các bạn. Xin cảm ơn ạ.